Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một dự án mà các bạn có thể claim được cái đồng token của nó miễn phí Đó là đồng token Zing, dự án có tên là Benzing Ở đây thì các bạn sẽ nhận được 1.000 token khi các bạn điền cái email nhé Đầu tiên các bạn truy cập cái địa chỉ này, mình sẽ đặt ở phần mô tả video Sau đấy thì các bạn điền cái email của bạn và các bạn nhấn nút claim do Zing này thì các bạn sẽ thấy là các bạn à, đã claim được 1.000 dinh và các bạn check cái email để có thể làm những bước tiếp theo thì các bạn check cái email của mình nhé đây các bạn mở cái mail của nó ra thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải ready do email đấy thì các bạn sẽ thấy là đã được xác nhận này bước tiếp theo là các bạn sẽ phải tải cái app này ở trên ios hoặc là android sau đấy tạo cái uh, tài khoản và kiếm thêm được một dinh nữa bằng cách là download app và sử dụng cái email của bạn đã đăng ký này sau đấy thì các bạn mời thêm bạn bè cũng như là những người đăng ký sử dụng khác để có thể nhận được dinh uh, đấy ok ở đây thì uh, chúng ta sẽ tải cái app này ở trên android nhé mình sẽ tải ở trên android cho anh em Ok, ở đây thì các bạn có thể thấy đây là cái app của nó ở trên Android nhé. Thì các bạn nhấn vào nút cài đặt này, Install. Sau khi các bạn đã cài đặt thành công thì các bạn nhấn vào nút Open để có thể mở được cái app này lên. Đây. Đây chính là cái giao diện của cái app nhé các bạn uh, chờ nó load một tí và chúng ta sẽ uh, xem nào ở đây thì có lẽ chúng ta sẽ phải uh, đăng nhập các bạn sẽ uh, login bằng cái email mà các bạn đã à, các bạn đăng ký bằng cái email mà các bạn đã đã đăng ký nhận cái tùng token dinh nhé các bạn đấy ở đây chúng ta nhập uh, name này. các bạn nhập đầy đủ thông tin sau đấy các bạn nhấn đồng ý với các điều khoản của nó và các bạn nhấn sinh up này sau đấy thì các bạn nhấn vào phần create watchlist này ờ, chúng ta sẽ tạo một cái watchlist là tiểu giúp phụ cho hạn nhé Ok, ở đây thì mình sẽ nhấn vào Create Wallet này để tạo một cái Wallet. Ờ, xem nào. BTC xem có Đây Kiểu dạng như ở đây là một cái app để theo dõi dã nhé các bạn đây. Đấy chẳng hạn như thế Sau đấy thì chúng ta nhấn vào phần next này Đấy Thì các bạn sẽ thấy là Cái số lượng Cái token của bạn này 2000 dinh nhé Và à, Đây là cái phần dẫn thưởng Khi mà các bạn đăng ký ở trên cái web này và một khi các bạn à, tải cái app của nó về đấy về cái app cơ bản thì nó sẽ là cái app tin tức về thị trường tiền điện tử nhá các bạn có thể xem đấy uh, wallet là cái mà chúng ta theo dõi cái biểu đồ của giá giá đồng coin này đấy thì nói chung là đây là một cái app về crypto và hiện tại thì nó uh, cho phép chúng ta đăng ký và nhận được hai token dinh Hiện tại thì chưa cần cái IC và chưa có thông tin cụ thể về cái đồng token Dinh uh, này, còn uh, nói chung là nó rất là tiềm năng. Đấy thế nên là các bạn cứ đăng ký và nhận thưởng trước nhá. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của tiểu sư phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho anh em nhé Chúc cho anh em kiếm được thật nhiều coin và thật nhiều tiền. Mình nhớ nhá. Uh, nhấn đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những dự án mới nhất và uy tín nhất đến từ channel của tiền sư phụ nhé còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại